tình yêu trong tim có em gần bên anh. Dịu dàng anh đưa em qua tháng năm ở nơi đây tràn đầy mến thương, gửi lời yêu lát ôi quê hương Việt Nam. Trời ơi tôi chạy mệt quá mày ơi. Mấy bài bài đây Xin chào các bạn đến với khu rừng ngập mặn lớn nhất miền Nam của chúng ta. Mùa xuân sáng buôn hoa thắm tươi, khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười, và hạ sáng mang theo khát khao màu nắng mới. Rồi mùa thu qua cho bao ước mơ, mỗi sớm chiều cùng như lá rơi, gửi lời yêu lát ôi quê hương Việt Nam. Rồi xe đón rồi, xe đón đòn xuống. Cho nhiều yêu thương thật cho nhau, từng ngày rộn ràng trôi qua mau, nhẹ trôi êm đềm. Cho bao nhiêu yêu thương anh trao em, từng ngày rộn ràng trôi qua thêm, và gửi lời yêu lát ôi quê hương Việt Nam. Yo Việt Nam ơi, Sài Gòn Việt Nam tôi vẫn ở đây. Hà Nội anh em bao nhiêu bạn bè, tương lắm bao nhiêu con người tươi nụ cười bao bài ca. Hà vang chung một nhà, dù đi nơi nào cũng chẳng thấy mình như xa thật xa. Qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu con người đã qua bao nhiêu. Con bùa ba, thì cá sấu hả? Rồi tới nơi bà con, combo 3 chúng ta sẽ đi vô tới đây nha. Rồi mời các em nhỏ, các em bự xuống ơi. Và tình yêu trong tim có em gần bên anh. Dù rằng anh đưa em qua tháng năm ở nơi đây. Bình thường gì đâu. Em con 800 kg. Con cá sấu Waka hả? Tiếng Anh là Crocodile, tên Latin. Cân nặng tối đa 800 kg. Đạt tối đa sau dài 8m, 6-8m. Trưởng thành 5-6 năm tuổi, khoảng tuổi thọ 70 năm. Chúng ta sẽ bước xuống thuyền, một con thuyền được bao rất an toàn với các cái hệ thống nổi cân bằng. Ba đứng bên này đi, rồi gì ba đứng bên này. Dì ba một bên, hai một bên. Có đi trên đất thì thấy không? Đâu, 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 đâu. Thấy đi trên đất không? Đó. Đây là khu tham quan cá sấu của dàn xác. Vô trong này chúng ta sẽ nghe cái mùi phân chim rất là nhiều. Chim chiều về nhiều không anh? Anh hướng dẫn sẽ vô mồi để chúng ta câu cá sấu. Bác sẽ cột một cái con cá vào. Rồi giờ là chấm với nước là bắt đầu nó lại à? Bây giờ chúng ta sẽ xem coi. Trời ơi! Cái cần câu đầu tiên đã bị rớt mồi trước khi đưa xuống cho cá sấu. Thả xuống thôi. Thả nhẹ nhẹ, đừng có quăng mạnh nó rớt cá. Rồi thả từ từ, thả từ từ. Thì ở đây đứng nè. Rồi từ từ. Rồi bây giờ là giờ tới phiên dựng ba nha. Come on baby, baby. Nó giật nha, nó giật á. Nó giật rớt cái phần á. Đừng có chiều quá tức nó cạo rồi. Giờ đang được mẹ hỗ trợ trong vấn đề câu cá sấu, bởi vì em có vẻ hơi sợ chút xíu. Mẹ cũng sợ. Em bé không có câu được. Em bé câu nó lôi em bé xuống luôn. Anh hai cầm tay em đi. Rồi anh hai đang nhử mấy bạn cái rồi còn được á, còn được á, còn được. Chạy máu cái răng
ăn vậy? Đâu có. Có cái gì để đừng có chiêu vậy, nó không có cắn đâu. Rồi em gạo cũng câu cá sấu. Em gạo cũng câu cá sấu nữa nè, đó. Anh hai em gạo. Đó. Ồ ở cái mỏ nó kìa, thấy thương không? Mà sao cái hàm của nó nhìn kính mít rồi ha. Dạ. Không mà cái bầy bên đây nó già không? Bầy bên đây nó bự nè. Bự bên đây nó kinh bên... Rồi có đứa nó buông cây rồi bay ơi, vậy mà nó rồi đi câu cá sấu bay ơi. Sợ không gạo? Nó buông cây rồi nè. Nó buông cây chị cầm rồi nè. Bây giờ đã hết tour, mời quý vị và các bạn bước lên trên nha. Sau một hồi chúng ta câu cá sấu mà nó táp hập hập hập, bạn nhỏ đã quen dần rồi, bạn nhỏ hết sợ rồi. Anh này mến thơ, gửi lời yêu lắm ôi quê hương Việt Nam. Các bạn cá sấu răng chôm chỏm. Cho bao nhiêu yêu thương anh trao em. Từng ngày dần dần trôi qua thêm và gửi lời yêu lắm ôi quê hương Việt Nam. Rồi ở đây là điểm tham quan, chúng ta sẽ có một cái tháp rất là cao để tháp đồng ngắm, để ngắm khu rừng. Có ai uống nước không? Dạ đi xô. Khu này thòi lòi mà chứ đâu phải cá sấu con. Thòi lòi bự không á gạo. Khu này là thòi lòi nước lợ, thòi lòi đầm. Có coi mấy cái clip tụi nó đi bắt thòi lòi, con là con nấy bự. À, bự chảng luôn. Đó 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 đó, nó lòi nè, nó lòi nè, đó đó. Chừng bay tí, tức dậy bay tới mẹ con. Đụng vô cái cây cái bóp này nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một trò khác, cảm giác mạnh hơn là cái trò ngồi bánh xe này. Dính chặt nha, dính chặt nha. Coi chừng cái chân nha Bảo, cái đó nó đập vô cái chân cái là mệt mỏi luôn á. Ba anh cưới em. Nha. Tên hai.
Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Ba kéo thêm cái nữa. Chính ra gạo, chính ra. Gạo. Chết chết chết. Đây là cái tay mệt. Bên trên đây nè, ở đây nè gạo. Con đi đường đó đúng rồi, đi lên đây nè, đi lên đây nè. Đây gì hay vậy? Trong tay đi dưới con đường là cầm trao cho nhau ngoài môi hôn, là vòng tay yêu thương mong mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời, yêu là ngày em bên anh. Qua đây nè, đây nè, qua đây gì hay ẩm lên bên đầu nè, bên ngồi đây nha. Cái này nó bằng đá chứ không phải là cái con. Rồi leo lên đi, ba người leo lên đi, anh đưa cho. Leo lên, tôi đưa cho. Rồi, chuẩn bị. Một, hai. Cầm tay. Bối cầm tay vô. Ngoài. Hai. Mẹ ơi. Sau khi tham quan khu vực cá sấu với tất cả các trèo leo trèo, Gạo Gạo đang chuẩn bị leo trèo, còn anh Hai thì đang chuẩn bị chinh phục các cái bánh xe. Đó. Leo lên trên cái thành sắt luôn bố. Nóng lắm, nóng. Mình thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua.